Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Phương Dừa Con. Phương Dừa xin kính chúc tất cả quý bà con chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Quý bà con cô bác thân mến, bây giờ là 7 giờ mấy tối thứ hai ngày 26 tháng 6 2023. Hôm nay thì đại gia đình của Phương Dừa cùng đi ăn tối, tại vì có mấy đứa cháu ra chơi á, cho nên là dẫn mấy đứa cháu đi ăn đó. Và hôm nay cũng trùng hợp một cái dịp rất là trọng đại đối với Phương Dừa và danh Phương Dừa, đó là cái kênh Phương Dừa đạt được 5 triệu đăng ký luôn với bà cô chú anh chị. Phương Dừa nghĩ là ngày mai hoặc ngày mốt sẽ mới được, tại vì bữa giờ kênh của Phương Dừa bà con bác xem thì thấy lượt view thì cũng ít, mà lượt đăng ký nó cũng chậm, cho nên Phương Dừa tưởng là ngày mai ngày mốt đăng ký mới được. Thì hồi chiều giờ Phương Dừa lu bu, Phương Dừa phụ ba, Phương Dừa làm xù riêng này kia, rồi tắm rửa mấy đứa nhỏ rồi để chuẩn bị đi ăn. Cái Phương Dừa mới coi lại kiểm tra cái kênh, thì Phương Dừa hay kiểm tra lắm, tại với cái đoạn này đoạn nó quan trọng á, gần tới 5 triệu đăng ký nên Phương Dừa kiểm tra liên tục à. Xong rồi cái Phương Dừa thấy được là cái kênh Phương Dừa đã đạt được 5 triệu đăng ký rồi quý bà cô chú anh chị à. Hơn 5 triệu đăng ký một xíu. Dạ. Hơn 40 đâu hả? Ờ ốc tiêu. Để Phương Dừa mở, Phương Dừa mở không bà con chú anh chị. Ở đây. Dạ đây, đúng con số 5 triệu luôn rồi á, 5 triệu đăng ký luôn. Dạ. Đó. À, 5 triệu hơn xíu, hơn được mấy chục đăng ký á. Thì chia sẻ bà con bác xíu là tôi vừa làm kênh YouTube hồi hồi ngày 3 tháng 2 2018 và tới nay là hơn 5 năm rồi của bà con chú anh chị. Hơn 5 năm nhưng mà chưa được nửa cái nút. Được nửa nút kim cương, cái đó là coi như là một cái tới giờ Phương Dừa cũng vẫn không có tin nữa, và chưa, nói chung là rất hạnh phúc. Dạ ban đầu làm thì Phương Dừa cũng chia sẻ rất là nhiều lần, làm thì thấy cái gì nó hay hay vui vui Phương Dừa quay lên Phương Dừa chia sẻ, mà mình rất là may mắn được quý bà con chú chị thương, nên ban đầu cái đạt nút bạc, xong cái cuối cùng đạt nút kim cương, rồi lên 2 triệu đăng ký, 3 triệu đăng ký, 4 triệu đăng ký, 5 triệu đăng ký thì hơi chậm xíu, nhưng mà nó cũng hơn 5 năm. Thì coi như hôm nay thôi, coi như là mình sẵn cái dịp này thì mình giống như là đi ăn mừng kênh Phương Dừa được 5 triệu đăng ký cùng với cả gia đình. Dạ. Thì để được cái này thì Phương Dừa cũng cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị đã yêu thương Phương Dừa, yêu thương gia đình Phương Dừa, đã ủng hộ cho Phương Dừa. Rồi cũng cảm ơn gia đình, bạn bè, công ty, rồi tất cả mọi người đã hỗ trợ cho Phương Dừa rất là nhiều. Đó. Thời gian tới thì Phương Dừa cũng sẽ cố gắng Phương Dừa làm những gì nó vui, nó tích cực, dạ, ý nghĩa để gửi tới quý bà bác. Và Phương Dừa cũng cố gắng Phương Dừa sẽ đồng hành những cái chương trình nó mang tính thiện nguyện, dạ, để hỗ trợ cho các bạn nhỏ đi học hoặc là xây cất nhà cho những hoàn cảnh khó khăn. Nói chung là mình sẽ làm ở cái khả năng của mình, dạ. Và hy vọng quý bà cô chú anh chị vẫn thương yêu Phương Dừa, ủng hộ cho Phương Dừa và ủng hộ gia đình của Phương Dừa. Nãy giờ Phương Dừa quên nữa, hôm nay đi thì gia đình của Phương Dừa có bên đây là có bé Bơ. Chào ông bà cô chú anh chị con ha. Cháu kêu Phương Dừa bằng cậu hai. Dạ bé Bo. Cháu của Phương Dừa kêu Phương Dừa bằng cậu hai. Dạ đây là bé Ngọc kêu Phương Dừa bằng chồng. Đây là chú Tư. Chú Tư đó. Bên đây là bé Mi, con chú Tư. Dạ bé Sữa, chào ông bà cô chú anh chị con. Dạ. Rồi bên đây Thế Vĩnh, chào bà cô chú coi. Dạ. Ở bên đây có Cà Na, Xí Muội, con của chị Hai Mối. Ở bên đây có Nhật Lâm. Bên đây có em của mẹ Út. Bên đây là có chồng của em mẹ Út. Phải không? Làm gì vậy? Có ngoại. Bà ngoại không có đi. Anh Tâm. Để ốc tiêu. Chào mời chú con. Đây mở Út. Đây cậu Tư. Gia đình kêu ha, mở Út mà cậu Tư. Đây là chị Hai. Đó. Cái chỗ này thì ăn uống cũng quen thuộc lắm. Dạ cũng bình dân lắm mà cô bác. Ở gần nhà. Mỗi khi mấy bạn nhỏ mà thèm cái là tuần hai tuần các bạn thèm, thèm cái là Phương Dừa dẫn mấy bạn nhỏ qua đây ăn. Con chúc mừng cha coi. Chúc mừng cha. Cảm ơn. Cảm ơn bà cô chú luôn. Cảm ơn bà cô chú. Đã
con của cha con. Nè, nói lại nè. Dạ con. Từ từ. Dạ, con sao? Con chúc bạn ra được 5 triệu lượt đăng ký và con cảm ơn mà cô chú đã đăng ký ủng hộ cha con. Chữa chơi. Kênh con được bao nhiêu điều đăng ký rồi dạ? Kênh của con với lại em được gần 500 ngàn đăng ký, gần được nửa được. Con là được nửa, được nửa cái nút vàng, cha là được nửa nút kim cương. Rồi kênh hai đứa con ha. Hạnh phúc không? Dạ hạnh phúc. Theo luôn hả? Để cha đi phỏng vấn vòng vòng. Đi này con đi cầm làm phỏng vấn rồi cầm vấn vòng vòng đi. Con đi phỏng vấn nhìn cha đi. Phỏng vấn hả? Phỏng vấn mẹ kìa. Phỏng vấn sao? Phỏng vấn giùm mẹ đi. Không phỏng vấn mẹ đi, hỏi mẹ ơi, mẹ mẹ nó có lời nào chúc con cầm cái micro á. Sao? Con cầm micro con hỏi mẹ. Rồi có lời nào cảm ơn đến quý bà con cô bác nè. Mẹ ơi, mẹ có lời cảm ơn nào cho mà cô chú. Cô mít cho thẳng vô coi. Dạ, em cũng cảm ơn bà cô chú đã ủng hộ và thương yêu gia đình em, ủng hộ cho kênh Anh Khương đạt 5 triệu lượt đăng ký ạ. Dạ, em cũng không biết nói gì, em mang ơn tất cả, em cảm ơn. Cha ơi. Dạ, yeah. Ai nữa? Em sửa hả? Em sửa nè. Chứ trong gia đình thì sửa thấy cái nào khi bên đây quay đây sửa thấy cái nào khi cha được 5 đưa đường mi vô đâu, đưa mi vô 5 triệu đưa cái đầu này vô này con 5 triệu là đăng ký vui hả? Vui vui hả? Vui gì nữa, cảm ơn sao? Con cảm ơn sao? Cảm ơn sao? Thanh tay cảm ơn được Hoàng. Con cảm ơn bị chú. Vừa cảm ơn vừa ăn vậy hả? Lên ông ngoại nữa kìa, lên ông ngoại nữa kìa. Thái Vĩnh lên ông ngoại kìa. Ngoại, con hỏi ông ngoại à. Ông ngoại thấy nào khi cha ăn được 5 triệu lượt đăng ký? Cái gì? Ông ngoại thấy nào khi cha ăn được 5 triệu lượt đăng ký? Là gì? Là gì? Ông ngoại đâu biết cái vụ đó. Là sao? Hỏi ngoại lại đi. 5 triệu lượt đăng ký rồi nữa, nó cái nút kim cương rồi đó. 5 triệu rồi, bây giờ cha được bao nhiêu triệu rồi? 5 triệu. 5 triệu rồi. 5 triệu rồi, 6 triệu rồi được. Kiếm 5 triệu nữa phải không? Dạ. Rồi. Rồi đi kiếm đi. Chắc khoảng tuần lễ nữa được à. Tuần lễ nữa là có 5 triệu nữa. Năm tuần lễ nữa hả? Là tuần sau hả? Được 10 triệu. Là thêm 5 triệu nữa là 10 cảm triệu ơn. Rồi cảm ơn nhiều. Cảm ơn ông bà của chú nhiều. Cho ủng hộ cho Khương Dừa tuần sau là được 5 triệu lượt nữa. À, qua phỏng vấn công tư nữa nè, phỏng vấn công tư nè, công tư quay clip nè. Cô tư kìa, cô tư quay clip á. Cô tư, tự thấy thế nào khi trang được 5 triệu lượt đăng ký? Hơi lâu á. Hả? Hơi lâu á. Giờ mỏi mòn á. Vui chứ hả? Vui. Cảm ơn bà cô chú đã ủng hộ kênh Khương Dừa. Rồi, đi. Ai nữa? Con phỏng vấn mẹ Duyên kìa. Duyên. Mẹ Duyên không có xuất hiện gì trên đó nhưng mà cứ phỏng vấn đi. Thế nào thì cha anh được 5 triệu đồng đăng ký? Thì vui cho cha con thôi. Con cảm ơn ông bà cô chú đã ủng hộ Khương Dừa trong thời gian vừa qua và sẽ tiếp tục ủng hộ tiếp ạ. Rồi, xong rồi. Xong chưa? Dạ rồi. Rồi, vậy con đeo vô đi. Có biết gì đâu. Úc Như, tại Úc Như không có thường ít xuất hiện trên kênh. Con muốn ăn. Rồi con ăn đi, con gấp ăn đi. Ăn được chưa? Không rồi. Không ăn ngon quá vậy. Ủa, hồi nãy một cái sốt của con đâu rồi. Đây cho chưa chín rồi. Không, còn một cái sốt của con đâu nãy. Con lấy được chưa cha? Đăng bài lên để cảm ơn quý bà con cô bác. Dạ. Cha ơi, miếng nào chín rồi cha? Này con. Cảm ơn cha. Khương Dừa chỉ là một người bình thường thôi con bác. Khương Dừa
chị sản xuất một vài cái chương trình giải trí á. Dạ, Phương Dừa không phải là nghệ sĩ, cũng không phải ca sĩ, không có làm ở trong lĩnh vực giải trí mà là hậu trường phía sau, chứ không phải là mình xuất hiện trước ống kính mà lên đài. Nhưng mà mới đầu làm thì bà cô bác Hương ủng hộ nhiều. Phương Dừa nghĩ mình không phải tài giỏi gì đâu, nhưng mà mình được cái phước á. Phước là cha mẹ đồ để lại, rồi vợ con rồi cũng thương, gia đình cũng thương, bạn bè cũng thương, nên được bà bác thương, cho nên ủng hộ nhiều vậy. Chứ mà giờ nói giờ mình để mình nói, đứng ra mình nói mình tài giỏi để mình làm mình thu hút thì không phải. Cũng vừa may mắn á, thật sự là rất rất là may mắn luôn. Chứ biết bao nhiêu người giờ người ta cũng làm nội dung, nhưng mà tại sao bà cô bác vẫn thương và ủng hộ mình, đúng không ạ? Cha trong kênh cha có vlog không? Cha vẫn có quay. Để clip chiều nay có vlog không? Sao vậy? Con hỏi trong kênh của cha có clip nào là vlog không? Có nhiều mà. Để chiều nay có vlog không cha? Chiều nay mày bây giờ quay hả? Bây giờ quay là vlog nè. Cha biết mình quay là men á. Vlog á. Đúng rồi, thì ba rồi mang. Phương Dừa cũng sẽ quay một clip để Phương Dừa cảm ơn quý bà con cô bác trên khán giả trên kênh Phương Dừa. Dạ, còn này là cũng như không khí gia đình. Dạ, con xin sẻ con nghe Phương Dừa con. Nước nào bóp được luôn rồi cha. Cha chưa ăn hả? Con ăn đi, tụi con ăn đi. Cha vui lắm rồi. Đâu có bà con quá thương gia đình mình nhiều lắm á. Thương cha, thương mẹ nè, thương cha, ông bà ngoại, ông bà nội, thương tụi con. Mình phải biết trân trọng, trân quý không? Dạ. Trân trọng, trân quý, mình biết chia sẻ nè. Chứ đâu tự không mình đâu có được vậy. Ủa cha, kênh của chị Hai là được nửa cái nút bạc đúng không cha? Sắp được nút bạc rồi. Sắp được rồi hả? Sắp được nút bạc rồi, để cha cố gắng hỗ trợ cho chị kênh của hai chị để hai chị cũng được nút bạc luôn. Vậy Tư của anh Tư? Dạ, con chú Tư còn lâu lắm. Còn bữa của Tư thì bắt đầu cuối cùng. Tôi có thấy được miếng nước bạc đúng không cha? Đúng không? Ừ, đúng miếng vàng. Bữa nay là bà Thúng lên hình. Bữa nay bà Thúng làm gì, tóc tay tùm lum ta? Hả? Nha, để cho em nói chuyện cái này, tại cha con bên đây gần nghe nói chuyện nghe được. Cho Thúng nói chuyện nghe. Con mặc em đi. Mặc em sao? Sửa trang điểm hả? Sửa trang điểm ai? Sửa trang điểm miếng. Đi hả? Sửa ai? Sửa nói chuyện ông bà cô chú, cảm ơn lại cho nó kệ. Nó sâu sắc nữa coi. Ông bà chú. Sao? Kênh của hai đứa con gần được nửa nút kim cương rồi đó. Hả? Để gọn vào đây. Thôi. Ủa sao uống không vậy? Uống không vậy con? Uống không? Nói chuyện với bà cô chú vậy chứ à? Đói bụng không? Đói bụng lắm không? Chiều Phương Dừa không có cho mấy bạn nhỏ ăn gì trơn á, dẫn đi ăn nè. Na ăn đi con, na giỏi quá vậy. Na ăn đi nè. Có chuyện chín hết rồi đó cha. Con. Bà ngoại bữa nay ngoại không đi. Đâu? Chém đâu? Để cuối tuần rồi có thời gian về nội để báo tin cho nội biết. Giờ làm một cái tiệc nhỏ nhỏ để chúc mừng. Cha. Hả con? Đừng có bóc con. Đừng có bóc ta. Cha. Xấu quá. Tí, anh xong chuyện trang điểm cho. Cha. Sao con? Ủa mà bê với bao có về không? Xíu về. 900 hả? Mày sao? Tối rồi. Xíu cho chở hai em về. Thơm quá ông bác, nãy giờ quên giới thiệu món nướng. À, tới đây là ăn món nướng không? Có vú heo nướng, bò nướng, món nướng.
Ăn đi Na. Na giỏi quá. Na giỏi quá. Nhớ lúc làm Phương vừa 5 tháng nãy giờ con được, bà con bác ủng hộ được nút vàng 10 tháng đó, bà con bác ủng hộ Phương vừa được nút vàng. Cái bắt đầu cứ 10 tháng là lên 1 triệu đăng ký, lên 1 triệu đăng ký. Chỉ có lên 5 triệu đăng ký là hồi từ tháng Giang con ăn tháng 10 năm 2021 gì á. Đến gần rồi á. Là coi như cỡ hơn 5 rưỡi á. Hơn 5 rưỡi mới được 5 triệu đăng ký. Dạ, hơi chậm xíu nha, không ra tại vì chắc là kênh này giờ làm nội dung thì bà con bác xem cũng quen rồi. Dạ, bao nhiêu đó rồi. Là chắc nó cũng giống như cũng đầy hả bà con bác. Dạ. Nhưng mà bà con bác vẫn thương, vẫn yêu thương, vẫn ủng hộ, vậy là mình hạnh phúc lắm rồi. Cần phải làm vậy. Ăn đi tụi con. Mì dính răng. Thôi cho thử miếng nha. Con bò không? Đứa nào bò không? Bò. Ơi. À, xin mời bà con bác ạ. Nhân ra đây đằng dưới. Xin phép. Trên nè mẹ. Bụng ăn gì ngon. Khi nào mới về hả chú Tây? Dạ. Khi nào mới về chú Tây? Hôm nay là 26 tháng 6 2023. Được 5 triệu đăng ký. Mà được 2 tỷ rưỡi lượt xem. Đăng 4.500 video. Con mới xuống của bà đang 4.500 video hả cha? À, trời đang rất nhiều. Nè mẹ. Còn nữa không? Anh nướng cho, nướng gì nữa? Sao vậy? Đó. Sao vậy? Đó. Thôi thôi thôi. Anh đi ăn đi sao? Dạ rồi, thôi Phương Dừa cảm ơn quý bà con bác đã theo dõi video của kênh Phương Dừa con nha. Dạ, xin chúc tất cả quý bà con chú anh chị nhiều sức khỏe. Chia sẻ một xíu cái không khí gia đình của Phương Dừa trong một cái nhân dịp rất là vui, rất là hạnh phúc của Phương Dừa. Dạ, bây giờ thì đại gia đình của Vừa xin chào tạm biệt và xin hẹn lại quý bà con cô bác trong một video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn nhiều ạ. Bye.